đã trở lại. Tôi là Duy Thanh, sẽ tiếp tục với những câu chuyện thân tình của các nhân vật mà các bạn yêu thích. Chuyện đời, chuyện nghề, chuyện hậu trường, cùng những thử thách đầy cam go và siêu hài hước dành cho khách mời. Studio tối thứ ba, 22:30 hàng tuần trên FM Cảm Xúc 89 MHz. Hãy truy cập Facebook Studio tối thứ ba để có những thông tin mới nhất từ chương trình. Studio tối thứ ba trên FM Cảm Xúc, FM 89 MHz. Em đang nghĩ về anh, em tuổi thân nào hay định ra bao nhiêu lý do mà không thể. Xin chào, tôi là Phương Trinh Julie, rất vui được đồng hành cùng các bạn trong suốt tháng 10 này trong chương trình Studio tối thứ ba trên FM Cảm Xúc 89 MHz. Hẹn gặp lại các bạn lúc 22:30 mỗi tối thứ ba của tháng 10 nhé. Chào quý vị thính giả đang quay trở lại cùng với tối thứ ba chương trình sư thứ ba cùng với Duy Thanh đang được trực tiếp trên FM Cảm Xúc tần số 89 MHz và trực tuyến tại hai địa chỉ website www.radiovietnam.vn và vovgiaothong.vn. Với hai địa chỉ website này thì quý vị thính giả có thể thấy luôn live streaming video từ phòng thu với nhân vật khách mời trong suốt tháng 10 này, đó chính là Phương Trinh Jolie. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chào đón Phương, sự quay trở lại với đêm thứ hai trong tháng 10 của Phương Trinh Jolie quý vị nhé. Chào các bạn, chào mọi người. Cái không khí này thì rất là quen thuộc, mới đây một tuần là nhanh quá, nhưng mà hôm nay là thứ ba mà đầu tiên mà Trinh đến phòng thu của VOV Giao thông mà không bị trời mưa. Lần nào cũng mưa tầm tã. Sẽ được chia sẻ với quý vị là Vương Trinh thì có dịp quay trở lại với kênh VOV Giao thông cho đến thời điểm hiện tại là 3 lần, và 2 lần đầu tiên thì lúc nào cũng mưa tầm tã cả. Và ngày hôm nay thì cũng có mưa nhưng mà mưa nó nhẹ hơn. Chắc là nó sẽ thuyên giảm từ từ đúng không? Vậy là hôm nay là chắc là mình phải hát những bài hát nào mà nó nhiệt nhiệt chút xíu, nó nóng nóng, nó sôi động chút xíu mới được. Các bạn an tâm vì điều đó, bởi vì trong buổi tối ngày hôm nay thì Duy Thanh cũng đã lựa chọn 5 phần ngẫu hứng âm nhạc rất là tuyệt vời. Đó là những cái bài hát mà phù hợp với chất giọng của Phương Trinh Jolie, để các bạn có thể cảm nhận được là giọng hát khỏe của cô ấy là như thế nào. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là chúng ta sẽ cùng bắt đầu với việc là hỏi về birthday đi. Sinh nhật của em diễn ra như thế nào rồi? Hôm rồi là ngày 6 tháng 10. Thì qua 12 giờ là tức là chương trình vừa kết thúc, khi mà là ngày 7 tháng 10. Phương Trinh và anh Thanh và khán thính giả vừa trò chuyện với nhau xong là qua 12 giờ là ngày 7 tháng 10 là sinh nhật của Phương Trinh luôn. Thì lúc mà ra về á, mấy anh em chào nhau, thì lúc mà trên xe đang chạy xe thì Thanh nhắn tin là lúc nãy anh quên nữa, happy birthday bé nha. Và năm nay thì anh Thanh là người chúc mừng sinh nhật đầu tiên của Phương Trinh luôn. Vậy luôn hả? Thanh nghĩ là các bạn fan ở trên Facebook đã comment rất là nhiều chứ. Thường á thì mọi người hay nhắn tin trước cái ngày sinh nhật của em, cho nên nó không có đúng cái thời gian cái thời điểm sinh nhật. Đúng rồi. Tính từ lúc 12 giờ ngày 6 tháng 10 có nghĩa là bước qua ngày 7 thì anh là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật cho em. Đó là cái niềm vinh hạnh của chúng ta. Hy vọng là chúng ta sẽ có một cái sự gắn bó trong cái khoảng thời gian mà em tiếp tục chinh phục những cái thử thách trong cái thị trường showbiz này. Cho anh hỏi là
cái dịp sinh nhật mà em nhớ nhất trong cuộc đời cho tới thời điểm hiện tại là cái dịp sinh nhật năm mấy tuổi và đó là điều gì? Sinh nhật mà em nhớ nhất là sinh nhật năm 2006. Năm 2008. Là lúc đó là em được giải nhất thế truyền được 2 năm rồi. Thì lúc đó em rất là hạnh phúc, tại vì năm đó thì em còn đón sinh nhật chung với mommy của em. Mà qua năm 2009 á, thì mẹ em không còn để bên cạnh để đón sinh nhật cùng với em nữa, cho nên là mỗi cái sinh nhật thì thấy nó hơi trống vắng một chút. Tới tận bây giờ cho nên cái sinh nhật đó là sinh nhật cuối cùng mà em ở bên cạnh mẹ em, cho nên đó là một cái kỷ niệm rất là đáng nhớ, mặc dù là nhỏ thôi. Cả gia đình 3-4 người đi nhà hàng ăn rồi mua cái bánh kem sinh nhật nhỏ nhỏ thổi lên kệ sinh nhật với nhau. Nhưng mà tính ra từ lúc em còn nhỏ tới lớn thì sinh nhật mà em ở cùng được với mẹ không có nhiều. Và sinh nhật đó là sinh nhật đáng nhớ nhất trong cuộc đời của em tới tận bây giờ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng lật lại quá khứ một chút xíu, tức là sẽ tìm hiểu một chút xíu về Phương Trinh Jolie. Em là quê ở Trà Vinh đúng không? Dạ không, ở An Giang. Ở An Giang. Dạ, Long Xuyên An Giang. Long Xuyên An Giang. Sau đó thì em lên thành phố Hồ Chí Minh tự lập một mình. Lúc mà em lên thành phố thì là năm 2004. Đó là em đi với ai hay là? Là em quê ngoại em là trên Sài Gòn. Và quê nội á, là ở Long Xuyên, An Giang. Thì từ lúc nhỏ em đã sống chung với bên nội rồi. Mà bên ngoại á, thì đi nước ngoài định cư. Cho nên em đi lên thành phố để chuẩn bị làm giấy tờ đi với gia đình luôn. Và cái năm đó là năm em học lớp 12. Thì em định là học xong á, là giấy tờ cũng kêu luôn là đi luôn. Nhưng mà trong lúc đợi giấy tờ kêu á, và em thi, em được chị hai của em đăng ký cho em thi cuộc thi ngôi sao Tết truyền hình. Cái tự nhiên cái đi thi mình đâu có nghĩ gì đâu, mình đi thi chơi thôi, ai ngờ được giải xong cái dấn thân vô showbiz luôn. Rồi em quyết định là em ở lại Việt Nam để làm việc và sinh sống, chứ em không có chọn là đi qua bên nước ngoài định cư với gia đình. Tức là bây giờ là em sống ở đây một mình và bố mẹ thì đang sống ở nước ngoài. Mẹ em thì đi nước ngoài xong rồi về đây, và mẹ em bị bệnh thì mẹ em mất. Còn bố em thì bố em vẫn ở dưới Long Xuyên, An Giang. Có thường xuyên gặp gỡ bố không? Cũng thường xuyên, mỗi lần em về quê, và có khi nào mà bố em có thời gian rảnh thì hay bắt xe đò lên đây để chơi. Tình cảm với hai bố con thì như thế nào nhỉ? Lúc nhỏ thì hai bố con cũng không có sống gần với nhau nhiều. Nhưng mà càng lớn thì em thấy là đấng sinh thành thì khi mà mình có thì mình nên ở bên cạnh, mình nên yêu thương. Tại vì lúc còn nhỏ mình chưa hiểu được cái tình cảm giữa người lớn như thế nào, mình thấy trách là tại sao hai người lại không sống với nhau. Nhưng mà khi mà mình lớn rồi mình mới cảm nhận được là không thể nào mà bắt hai người mà họ đã hết tình cảm với nhau rồi mà ở bên cạnh nhau. Em thì cũng thoáng lắm. Cái suy nghĩ của em nó cũng hiện đại lắm, tại vì em trẻ mà. Nên em nghĩ là chắc có lẽ lúc đó thì hai người không hợp nhau nữa đâu. Thôi mình cũng không sao, mình cũng thấy hạnh phúc vì cả hai đều yêu thương mình. Bây giờ thì có cơ hội thì em về quê là em tới thăm ba em. Rồi ba em mà cảm thấy nhớ em thì lên Sài Gòn để thăm em. Nói chung là hiện tại thì tình cha con thân thiết hơn lúc trước nhiều. Tức là cách đây khoảng cách đây cái thời điểm mà Phương Trinh cho Ly là năm lớp 12 á, thì là cái tình cảm của em và gia đình thì nó không có được đồng dạ đúng rồi nhau. Tại vì bố mẹ em thì không có sống chung từ khi em còn nhỏ. Mà em thì sống chung với cô em giống như là mẹ thứ hai vậy đó. Cho nên em thân với mẹ của em hơn. Nhưng mà bây giờ thì mỗi ngày thì em thấy em thân thiết với ba hơn. Mỗi ngày, tại vì em suy nghĩ thì bây giờ mẹ mình không còn nhưng mà ba mình vẫn còn, thì mình phải dành tình cảm cho đấng sinh thành của mình. Đó là cái điều Thanh nghĩ là đó là một cái thông điệp riêng luôn để dành tặng cho quý vị thính giả. Bởi vì trong cuộc sống thì không có gì quan trọng bằng việc là chúng ta phải biết được là chúng ta làm gì để có được những cái điều tốt trong cuộc sống. Và cái vấn đề mà Phương Trinh Jolie lúc nãy có nói thì dù gì đi chăng nữa thì đấng sinh thành vẫn là một cái điều quan trọng, đúng không ạ? Dạ. Rồi, bây giờ thì Duy Thanh sẽ được chia sẻ là chủ đề trong buổi tối ngày hôm nay, đó chính là chủ đề về thẳng và thật, và tất cả những cái thử thách mà Duy Thanh cũng như là Phương Trinh Jolie sẽ cùng trải qua. Đó là gì thì chúng ta sẽ cùng chờ đợi trong giây lát. Còn bây giờ thì Duy Thanh sẽ được hướng dẫn lại cách thức để chúng ta có thể tương tác và liên hệ với chương trình. Đầu tiên là chúng ta có thể điện thoại đến điện thoại đến hotline là 0838337826, hoặc là quý vị thính giả cũng có thể truy cập vào Facebook và search từ khóa là Still Tối Thứ Ba, rồi chúng ta để lại nội dung thử thách, câu hỏi thì chúng ta sẽ chuyển nghe cho Phương Trinh Jolie trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ thì bắt đầu với thẳng và thật đi. Cho anh hỏi là
một cô gái nha, mà sống ở một cái nơi được gọi là phồn hoa đô thị, thì cái sự phức tạp đó là điều khó tránh khỏi. Và đặc biệt là khi mà vào showbiz nữa, và một cô gái có nhan sắc thì nó lại càng phức tạp hơn. Thì cho đến thời điểm hiện tại, với cái quá trình mà làm việc và dấn thân vào con đường showbiz, thì em đã cảm thấy là cái môi trường này nó có phù hợp với em hay không, và em đã có từng cảm thấy hối tiếc khi mà bước vào môi trường này thay vì chọn gia đình và định cư ở nước ngoài không? Em nghĩ thì mỗi người sinh ra đều có một cái số phận. Và khi mà đi đến cái ngã ba, ví dụ lúc mà còn nhỏ lớn lên thì mình đang đứng trước ngã ba, thì em lúc mà em anh hỏi em là lúc mà mình bên phía bên tay trái là rẽ đi đây á, là đi xuất ngoại với gia đình, bên phải là chọn ở lại, rồi đi hát, rồi làm diễn viên, rồi bước vào giới showbiz, thì tới ngã ba này thì em chọn là rẽ phải. Thì khi mà rẽ phải á thì dĩ nhiên thì showbiz là một cái nơi mà khi mà lúc còn nhỏ em nhìn vô, wow, lúc mà em nhớ còn thời năm lớp 8, lớp 9 á, thì mấy chị lúc đó là Mỹ Tâm nè, Phương Thanh nè, Lâm Trường, Đan Trường nè, là bốn người đó là nổi tiếng nhất. Rồi sau đó thì mấy nhóm nhạc là nhóm Mây Trắng nè, mấy chị Mây Trắng, mấy chị nhóm Mắt Ngọc nè. Đó là những nhóm mà em cảm thấy biết tới chừng nào mình mới được đứng trên sân khấu mình hát như vậy, tại vì em thích hát lắm. Xong rồi tự nhiên cái thời gian đưa đẩy đưa sao mà bây giờ mình lại làm gọi là được là gọi là đồng nghiệp của mấy chị. Như hồi trưa này tập vũ đạo thì gặp mấy chị bên nhóm Mây Trắng. Thì em lúc nào cũng rất là lễ phép, mình gặp mấy chị là mình chào, tại mình biết là bây giờ mặc dù là đồng nghiệp nhưng mà cái thời mà mấy chị đang nổi đùng đùng mình còn vẫn ở dưới quê á. Nên em thấy thực sự em nói thì showbiz nó cạm bẫy hay là nó phức tạp do mình thôi à, em thấy nó cũng không có phức tạp lắm đâu. Ví dụ như em chọn cách là mình đi lên bằng thực lực của mình, mặc dù là có tốn nhiều thời gian đó, mặc dù là đúng là 8 năm trong giới showbiz, nhưng mà em mới bước vào ngành âm nhạc thì gọi là tập trung hết toàn bộ thì chỉ mới có khoảng 2 năm nay thôi, tức là vẫn coi là một ca sĩ trẻ. Thì thực sự em thấy cái khắc nghiệt ở đây đó chính là ví dụ như em đóng phim đi, em không cần phải đầu tư nhiều, em chỉ cần đầu tư về ngoại hình, về sắc vóc của mình, về trang phục. Rồi khi mà mình đóng phim được bao nhiêu cái tiền lương của mình á thì mình để dành. Rồi phim sau lại mà tiền trang phục thì không có nhiêu tiền hết. Còn về âm nhạc thì phải đầu tư rất là nhiều. Nào là phải có tiền để quay video clip nè, nào là phải có những cái bộ trang phục đẹp nè, tại vì đứng trên sân khấu mình mặc đồ đẹp thì khán giả mới thích xem. Rồi thu âm nè, rồi tiền mua bài hát nè, rồi mix nhạc nè, chưa tính là kể là cái khâu PR, là cái khâu mà mình phải đẩy mạnh về cái bài hát của mình cho nhiều người biết nè. Rồi thì mình chưa biết là mình có thành công hay không nha, mà trước mắt là thấy tốn tiền rồi đó. Cho nên em thấy là ca sĩ thì hơi khó để có thể đứng vững trên cái thị trường này. Cái mà phức tạp anh nói ở đây thì em hiểu, có nghĩa là ví dụ như là những cái lời gạ gẫm nè, tức là những cái cám dỗ nè, vân vân và vân vân, thì đó một cái cô gái trẻ thì anh nghĩ là nó sẽ, thứ nhất là khi mà đứng trước cái ngưỡng đó thì người ta cũng sẽ bị sao lòng chứ, bị nao lòng chứ. Anh nghĩ là một người xinh đẹp như em thì chắc cũng rất là nhiều lời mời gọi phải không? Có hai vấn đề. Một là chúng ta cứ việc nói thẳng và thật với nhau, không đây là chủ đề thẳng thật. Em đang nói thẳng và thật nè. Có hai vấn đề. Một là cái người ca sĩ đó gia đình có điều kiện để có thể đầu tư. Tức là em có điều kiện. Chưa, anh chưa nói, em nói mới nói hai cái thôi. Cái thứ hai là người đó có một người nào đó ngoài sau lưng để đẩy mình lên. Sponsor lấy người ta, là đầu tư cho người này. Tức là sau lưng người đẹp sẽ có bóng đại gia, kiểu như vậy. Dạ, thì đại khái là kiều nữ và đại gia đó. Nhưng mà đối với em á, để mà chọn một người mà người yêu của em như hôm lần trước mình tâm sự á, thì người yêu của em là một người phải vừa, em vừa yêu người đó và người đó cũng phải vừa có khả năng về tài chính để có thể hỗ trợ cho em cả về cuộc sống ở bên ngoài lẫn công việc. Không nói gì mình là diễn viên hay ca sĩ đi, mình nói là một cô gái bình thường đi, giờ hỏi ví dụ như trong hai người, một người có điều kiện hơn một chút để có thể lo cho em cuộc sống tốt hơn, mà em cũng có tình cảm với người đó, và một người không có cho em cuộc sống tốt được, em tự lo cho bản thân mình mà em cũng thương người đó, bây giờ trong hai người cũng thương bằng nhau, vậy em chọn ai? Thì dĩ nhiên là cái mình là phụ nữ, mình phải chọn người mà mình có thể vững tin hơn về tương lai của mình.
Thì quay trở lại vấn đề này, em cũng may mắn là hồi lúc bây giờ những người mà em yêu và người ta cũng yêu em thì người đó cũng có điều kiện để có thể hỗ trợ cho em được, không nhiều được mít. Mà bên cạnh đó thì giống như em nói, từ lúc bước vào giới showbiz thì em đã đóng phim chứ không phải là đi hát nhiều. Thì lúc đó bao nhiêu tiền em kiếm được về phim em cứ để dành, em đâu có mua sắm gì đâu, và cứ để dành đó. Thì cái số tiền dành dụm đó tới tận bây giờ thì em đang lấy cái số tiền đó để em đầu tư cho âm nhạc. Nhưng mà may mắn là tổ cũng đãi, nghĩa là mình đầu tư nhưng mà cũng có show tới đều đều, tức là cũng có nguồn thu. Dạ. Nếu mà mùa event như là sắp tới này nè, thì đang hiện tại giờ thì trừ ra chi phí thì em cũng đủ để chi tiêu và đầu tư thêm nữa, gọi là tái đầu tư cho những sản phẩm sau. Nó sẽ hơi tốn kém hơn so với lại diễn viên, nhưng mà cái mà mình có được là, thứ nhất là cái niềm đam mê của em là ca hát, cái thứ hai là thực sự thì đóng một bộ phim, ví dụ như đóng bộ phim khoảng 2 tháng 3 tháng mà vai chính luôn đi nha, thì thu nhập rất là ít, đúng không? Anh nghe đồn là như vậy. Dạ, khoảng tầm 200 triệu, 200 đến 250, đó là vai chính. Còn nếu mà em mà mình đi hát mà tốt mà một tháng á, thì có thể kiếm được cũng khoảng trên 100 triệu. Cho nên trừ ra những khoản đầu tư thì cái khoản tiền mà gọi là thu nhập được mỗi tháng thì vẫn có thể đầu tư cho những cái sản phẩm khác được. Cho nên em nghĩ là hiện tại bây giờ với cái tình thế hiện tại bây giờ của em á, thì cũng không cần có ai chống lưng. Dạ, có cũng được mà không có cũng mình cũng có thể tự đứng vững trên đôi chân của mình được. Dạ. Tức là từ trước đến giờ là em thứ nhất nha, anh nói là khi mà người ta nghĩ là em là có cái nguồn gốc là người gia đình là người nước ngoài, nên anh nghĩ là chắc luôn cũng điều kiện kinh tế tốt, em cũng không có lo lắng gì về việc lo lắng cho em á. Thì từ nhỏ em đã có cái suy nghĩ là mình phải tự lập, mình tự thân lo cho bản thân của mình. Không biết là các bạn ngồi ở trên radio hoặc là đang xem ở trên trang web có đồng cảnh ngộ với Trinh hay không, nhưng mà đa số khi mà chúng ta là những người mà không có được sự đầy đủ tình cảm từ bố mẹ và một gia đình á, thì chúng ta thường có cái khuynh hướng là mình giống như là mình tự xây cho mình một cái áo bảo vệ để mình có thể mình chống chọi với lại cái thế giới bên ngoài nó mạnh mẽ hơn, là những người lúc nào cũng được bố mẹ chăm sóc và yêu thương nhiều hơn. Như là what don't kill me make me stronger. đúng rồi. Cho nên ngay từ nhỏ thì em không có nhờ cậy nhiều về gia đình. Em tự từ lúc mà bước chân vào đi làm, đi đóng phim này nọ là mà em cũng may mắn là từ lúc mà đóng phim là em đã được đóng những vai chính rồi, chứ không phải là đóng những vai nhỏ. Tức là từ nhỏ khi mà bước ra tự lập thì đã có được một cái bàn đạp tốt rồi, tức là một khởi đầu tương đối là thuận lợi. Em là bắt đầu vai chính rồi, bắt đầu được nhiều người để ý vân vân. Nhưng mà tại vì nhiều khi mà anh theo dõi những cái bước hoạt động của em, thật ra thì anh đã quan tâm em từ khi mà em bước vào nghề lựng, và em thấy là những cái bước của em nó cứ chậm, và anh nghĩ là những cái bước đó thì cái việc mà có thu nhập để đầu tư hoặc là để phát triển bản thân mình thì cực kỳ khó. Em cứ suy nghĩ là nếu như vậy thì Phương Trinh Jolie sẽ lấy cái nguồn đầu tư như thế nào để cho những cái hoạt động khác trong nghệ thuật của mình, như là ca hát, album, rồi những cái bộ phim sao, cuộc sống vân vân, với một cái cô gái tự lập một mình như vậy. Đó chính là những cái băn khoăn, những cái câu hỏi trong đầu của anh khi mà trước khi mà đến phòng thu, và với chủ đề thẳng và thật thì anh muốn Phương Trinh thoải mái và trả lòng mình hơn nhiều hơn nữa. Đó thì nãy giờ như em nói là hồi lúc em chạy show kinh khủng lắm anh. Dạ. Yeah. Một lần mà em đóng phim là em nhận lần 3-4 phim cùng một lúc. Hai vai chính cùng một lúc và hai vai thứ cùng một lúc. Có nghĩa là một bộ phim á, thì trung bình đi, vai chính 30 tập đi thì khoảng tầm 180 đến 200 triệu. Mà thêm phim vai phụ nữa, vai phụ thì chắc cũng khoảng 70-80. Mà em một lần chạy 4 phim trong vòng khoảng 2-3 tháng thì anh nghĩ coi cái số tiền nó rất là nhiều. Và không có xài gì hết á em, tại vì giống như vậy nè, bây giờ anh khi mà anh rảnh là anh có thời gian, mà có thời gian là anh xài tiền, đúng không? Tức là em kiếm tiền nhưng mà không có thời gian xài không tiền, không có thời gian để xài tiền mà trời thiếu ngủ trầm trọng. Ví dụ ngày hôm nay em đóng phim này, cái ngày mai được rảnh phim kia là phải đóng phim kia, rồi thí dụ như ngày hôm kia nữa, buổi sáng đóng phim này, buổi chiều đóng phim kia, xong chạy show ở phim khác, rồi có thêm mấy show nhỏ nhỏ đi hát nữa, rồi em đi hát nữa. Cho nên coi như là, mà ngày xưa em chưa có mua xe ô tô mà chạy xe máy, tưởng tượng mà cái ngày mà em chạy lên đây mà giống như ngày hôm thứ ba tuần rồi á, mà là ướt sũng, mà thường là em chở một cái vali đồ, tại vì đồ là mình tự mình lo, không có bên hãng phim lo cho mình tự mua mình tự lo, mà em muốn là mình bảo quản đồ của mình luôn, mà chở cái vali cái đang chạy gì chạy on 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 on
trời mưa tầm tã rồi, ngày hôm sau ướt hết đồ rồi, muốn khóc luôn á. Vì đồ mình ướt hết rồi mà ngày mai phải quay, phải mặc đúng những bộ đồ đó nữa. Xong rồi nguyên buổi tối phải, nhà đâu có cái máy sấy đâu anh, phải ngồi ủi, ngồi hơi gió gì cho nó khô để kịp ngày mai quay. Đó là những cái kỷ niệm mà rất là đáng nhớ, mà em nghĩ là dĩ nhiên là khi mà bây giờ mình có được cái hiện tại bây giờ, cũng không nhìn lên thì mình không bằng ai, nhưng mà nhìn xuống mình cũng cảm thấy là mình tự an ủi rất là nhiều. Tại vì mình cũng đã trải qua những khó khăn. Chính vì vậy mà giống như nãy giờ anh nói thì như em nói thì dĩ nhiên là bên cạnh đó em cũng có một cái điều may mắn là những người bạn trai của em cũng có một cái điều kiện kinh tế tốt để có thể hỗ trợ em và cũng một thể vài hỗ trợ vấn một đề phần nào đó. Mà em cũng không có muốn nhờ cậy hết hoàn toàn, tại vì em luôn luôn là một người phụ nữ rất là độc lập. Không, anh cảm nhận được điều đó. Một cô gái rất là mạnh mẽ. Đó là một cái phần nhỏ về trong cái chủ đề thẳng và thật, một cái phần thật nhỏ về Phương Trinh Jolie, một cái cô gái phải tự lập tại thành phố Hồ Chí Minh từ rất là sớm. Nếu quý vị thính giả muốn đặt một câu hỏi nào đó liên quan đến chủ đề thẳng và thật kèm theo những thử thách, thì như Duy Thanh đã nói thì điện thoại đến số hotline 0838337826, hoặc là truy cập vào Facebook fanpage là Siêu Tối Thứ Ba để có thể để lại nội dung câu hỏi nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần ngẫu hứng âm nhạc một tí xíu để cảm thấy thư giãn và thoải mái hơn nhé. Cũng tương tự như những cái đêm trước, chúng ta cũng sẽ có 5 sự lựa chọn trong buổi tối ngày hôm nay. 1, 2, 3, 4, 5. Cho em số 2 đi. Số 2, sự lựa chọn thứ 2 sẽ mang đến cho Phương Trinh Jolie ca khúc gì trong buổi tối ngày hôm nay nhé? Lựa chọn 2. If I were a boy. Đúng ngay thần tượng của Phương Trinh Jolie. Even just for a day. Sở dĩ mà anh lựa chọn ca khúc này thì nó giống với một tính cách của em. If I were a boy, tôi là một chàng trai, tôi sẽ mạnh mẽ, tôi sẽ có thể làm được những thứ mà không yếu đuối. Em có hát bài này không? Dạ, em nghe bài này nhiều lắm. Karaoke 2 lần. And chase after girls. I can't get with who I wanted, and I never get confronted for it. Cause they stick up for me. If I were a boy, I think I could understand how it feels to love a girl. I swear I'd be a better man. I listen to if I were a boy, I would turn off my phone, tell everyone it's broken, so they think that I was sleeping alone. I put myself first and make the rules as I go. She'd be faithful, waiting for me to come home, to come home. If I were a boy, I think I could understand. Oh, how it feels to love a girl. I swear I'd be a better man. Just a boy. You don't understand.
Thực ra thì Mỹ Dòng Xuyên có 3 bài hát thuộc thể loại pop, thuộc thể loại R&B buồn là Listen, Alone và bài hát này. Nói về cái sự mạnh mẽ trong cái cuộc sống hôn nhân của một người phụ nữ, bây giờ em nghe thử. Em nghe rồi, nhưng mà cũng có Beyonce nè, nhưng mà em không biết cách để hát theo. Đó chính là If I Were a Boy qua phần trình bày của Beyonce. Nhưng mà trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng thử thách với Phương Trinh Jolie. Thực ra thì nhạc của Beyonce, Duy Thanh sẽ được chia sẻ cá nhân của Thanh đi, rất là khó hát, cực kỳ khó hát. Với lại có một cái sự luyến lái R&B rất là chuẩn. Và để hát được những cái ca khúc của Beyonce thì phải là một cái người có một cái giọng hát cực kỳ, phải nói là xuất sắc. Thì trong buổi tối ngày hôm nay, Duy Thanh muốn thử thách Phương Trinh Jolie xem cái độ xuất sắc trong âm nhạc của cô ấy là như thế nào. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe ngay sau đây nhé. If I Were a Boy qua phần trình bày của Phương Trinh Jolie. Beer with the guys.
chính là If I Were a Boy qua phần trình bày của Phương Trinh Jolie. Đúng cao luôn. Nếu mà các bạn xem qua live streaming video thì các bạn sẽ thấy là Phương Trinh phải đứng dậy và phải hát những cái nốt cao nó tuyệt vời đến mức độ nào. Nếu quý vị thính giả có những cái ý kiến như thế nào về giọng hát của Phương Trinh, về cái phần trình diễn If I Were a Boy, thì chúng ta cũng có thể comment thông qua Facebook là Still thứ ba, để có thể chia sẻ những cái ý kiến cá nhân của mình, để cho chúng tôi có thể mang đến cho Phương Trinh Jolie những ca khúc hay hơn nữa. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một câu hỏi từ Facebook của một bạn tên là Huyền Em. Bạn ấy hỏi là: chị vừa hát hay, diễn xuất lại cực đỉnh nữa ạ. Cái duyên nào đưa chị đến với nghề diễn viên vậy? Và những cái cảm xúc trong phim là do tự nhiên mà có, hay là chị phải luyện tập trong một thời gian dài? Và chị có thể diễn một cái đoạn hài hước nhỏ được không ạ? Tại vì ít khi mà thấy chị đóng phim hài. Đầu tiên, cái vấn đề đầu tiên là cái duyên nào đưa chị đến với nghề diễn viên? Cái duyên đến với diễn viên thì thật sự nó cũng rất là vô tình thôi. Trinh nhớ là hôm đó là có một chị trợ lý của anh đạo diễn Lê Hoàng. Thì lúc đó anh Lê Hoàng đang có một bộ phim điện ảnh mang tên là Thủ Tướng. Thì chỉ gọi Trinh đến casting. Lúc đó thì Trinh chưa bao giờ đóng một phim nào hết, mà coi như là tay ngang 100% luôn á. Thì lúc mà casting thì Trinh thấy lúc đó là có rất là nhiều mấy anh chị mà gọi là diễn viên nổi tiếng và đã đóng rất là nhiều phim điện ảnh rồi. Và Trinh nghĩ là thôi, mình chắc mình cách cho thử khả năng của mình thôi, chứ lúc giờ em cũng chưa bao giờ mà em đóng phim hay là sao hết. Thì khi mà đóng thử cho anh đạo diễn Lê Hoàng xem, thì lúc đó anh đạo diễn Lê Hoàng là một người đạo diễn đang rất rất là hot với những bộ phim Gái Nhảy nè, rồi Lọ Lem Đường Phố này nọ. Thì áp lực lắm. Vô thì mình coi như làm đại thôi. Mà ai ngờ đâu thì may mắn lại được vào vai chính của phim đó. Nhưng mà cái không may mắn là phim đó thì không có được công chiếu ra ngoài rạp. Nhưng mà cũng nhờ đó mà rất là nhiều đạo diễn nghe thấy là, tại vì thường những người đạo diễn thì người ta hay đi cà phê hay đi nhậu với nhau, rồi ngồi nói chuyện thì ta mới có bé diễn viên này, mới chắc nó diễn cũng được, em nghĩ chắc là vậy. Nên là mọi người bàn nói chuyện với nhau, và bộ phim thứ hai mà cũng là bộ phim truyền hình đầu tiên mà trên đóng là bộ phim Bò Cặp Tím của đạo diễn Trương Dũng và Trương Lương Thế Thành. Dạ, Lương Thế Thành rồi anh Khương Ngọc. Khương Ngọc nữa, phim hơi ma chút xíu. Thì cái phim đó em đóng là phim truyền hình đầu tiên, nhưng mà được rất là nhiều mọi người nhớ đến với cái phim đó. Đó là một cái dấu ấn mà để em bước vô làm diễn viên luôn. Thì đó là một cái duyên nợ vừa vô tình mà cũng vừa may mắn mà để Phương Trinh gắn bó với công việc diễn viên. Thường là cảm xúc trong phim là do tự nhiên mà có, hay là chị phải luyện tập trong một thời gian dài? Thực sự mà nói thì để mà diễn mà gọi là bài bản như những anh chị hay là các bạn học trong trường sân khấu điện ảnh hay là đại học á, thì Trinh không có học ở trường lớp, cho nên những gì mà Trinh đóng thì là cảm xúc thật. Ví dụ như mình tự mình đặt mình vào cái nhân vật đó, cho nên trước khi mà đóng một bộ phim thì Trinh đọc kịch bản rất là kỹ. Phương Trinh xin đạo diễn là cho mượn cái kịch bản trước để đọc và để nghiền ngẫm kịch bản đó. Nhiều khi đang đi với bạn mà xưng cái tên là của nhân vật luôn á, mà nó kêu tên Trinh không biết, xong mày ủa Trinh làm tôi kêu mày hoài mà không để ý, mày không biết ủa dạ tao đang nghĩ là ta tên người đó, mày phải kêu đúng tên đó tao mới nghe. Nhiều khi nhập tâm vậy luôn. Và lúc mà quay, cái khó nhất á là quay mấy cảnh khóc. Tại vì em thì lúc nhỏ giờ em cũng tự mình luyện cho mình cái khả năng là em không có khóc trước mặt người lạ. Có nghĩa là từ lúc nhỏ giờ em khóc ít ai thấy lắm, khóc một mình không à. Như là phải đau dữ lắm. Cho nên khi mà đóng phim lúc đầu á thì nó hơi khó để mà em có thể khóc trước đông người. Nhưng mà mỗi một ngày, giống như là nghề dạy nghề á, thì khi mà từ từ mình đóng mỗi ngày cái bắt đầu quen dần. Và trước mọi cảnh diễn mà cần có tâm sự buồn hay là khóc hay là những cảnh khó thì em thường đi một góc nghĩ tới những chuyện buồn, hoặc là mở một đoạn nhạc buồn lên em nghe, và sau đó thì vô thì em khóc được. Đó là những cái bí quyết của Phương Trinh khi mà đóng phim. Chẳng hạn là bây giờ nếu mà với cái thử thách mà của bạn lúc nãy á, là bạn đáng đóng một cái đoạn hài, và thì bây giờ Thanh luôn một cái phần là nếu mà em làm một cái gì đó nội tâm thể hiện con người mình nó khác đi so với những gì mà anh thấy từ trước đến giờ,
khán giả thấy từ trước đến giờ là một cái Phương Trinh rất là sôi nổi và cuồng nhiệt, sexy bốc lửa. Thì bây giờ chắc hẳn là một cái phần tự sự nào đó nó deep một tí xíu, nó sâu thẳm một tí xíu, thì liệu rằng em có thực hiện được hay không khi mà anh nêu cái thử thách này? Một là em hãy diễn tả nội tâm của một Phương Trinh, hai là em hãy diễn tả sự sôi nổi, vui vẻ, hài hước với một cái tình huống nào đó mà em tự suy nghĩ ra và cho thấy là một cái Phương Trinh vui vẻ và một cái Phương Trinh nội tâm. Anh nghĩ là những người mà đóng phim được là những người đa nhân cách, tức là những người có thể biến hóa liên tục với nhau, thì em có thể không? Dĩ nhiên là đã là diễn viên thì mình sẽ phải hóa thân vào nhiều vai diễn. Thật sự mà vai hài á thì em cũng có đóng. Đó là vai trong phim Mẹ Chồng Nàng Dâu. Hơi tửng vui vui làm mọi người cười. Còn cái phim mà khóc thì nhiều lắm, phim nào hầu như cũng khóc hết. Mà bây giờ mà để khóc ở đây thì cũng hơi không phải khóc, nhưng là mình thể hiện cái gì đó nó nội tâm một tí xíu. Phương Trinh có, anh nghĩ là em cũng là một người nội tâm, nhưng tức là em đã có, anh nghĩ là như thế này, em là một người có một cái vỏ bọc mạnh mẽ nhưng mà sâu thẳm trong đó là em đang có những cái vấn đề riêng cá nhân của mình, những cái góc mà ai có thể chạm tới được. Cho đến thời điểm hiện tại thì anh tin chắc rằng cái số người mà biết được những cái nỗi lòng của em thì nó chắc là rất là ít. Em có nhiều bạn thân trong cuộc sống không? Dạ, bạn bè thì em cũng không có nhiều. Một cái bạn mà có thể là thoải mái trút hết tất cả nỗi lòng của mình có không? Chắc không? Có, nhưng mà mà để trút hết thì chắc không. Dạ, tại vì nó đã hình thành trong em từ khi còn nhỏ rồi. Tức là như thế này, em có một cái phản xạ tự vệ, tức là em luôn lúc nào cũng sẽ có những cái một cái lớp màn che chắn cho em, tức là em rất là sợ người khác sẽ làm tổn thương mình. Đúng rồi, nên thành ra thì em luôn luôn lúc nào cũng dè chừng trước tất cả những cái mối quan hệ xung quanh đó. Là có phải là em, anh nghĩ là phải không? Dạ, cũng có thể nói là như vậy. Em như là một con nhím gì đó, rất là hiền, nhưng mà mỗi lần mà thấy cái gì mà mình cảm thấy đe dọa cái sự an toàn của mình là xù lông lên liền. Xù lông lên liền. Không có nghĩa là mình sẽ tấn công người ta, nhưng mà mình tự bảo vệ chính bản thân của mình. Thành ra thì lâu dần cái hình thành nên một cái thói quen là mình sẽ luôn luôn lúc nào cũng ít có mình sẽ cảm thấy khó chịu khi mà những cái vấn đề trong lòng mình không có được cởi mở ra đó. Yeah. Em sẽ dè chừng hết tất cả mối quan hệ, anh nghĩ là như thế. Cũng không có dè chừng đâu, tại vì em ngộ lắm, em có một cái giác quan cũng hay lắm, có nghĩa là mình, tức em nhìn ra được người nào tốt người nào xấu hả hay sao? Không phải 100%, nhưng mà tự nhiên trong lòng mách bảo là cái người này được á, chơi được á, mình cứ hết mình với người đó đi. Người đó ok, được, mình có thể mình thân được. Nhưng mà có những người em thấy ok, mình chỉ nói chuyện xã giao thôi. Để mà gần chắc không được đâu, mình không hợp. Em tự thấy không hợp luôn. Cho nên nói về xã giao thì em không có làm mất lòng ai hết. Từ lúc nào em đi đâu mình cũng lễ phép, mình chào hỏi mọi người. Mình không có chảnh chẹ, mình không có làm gì mà để mọi người ghét, hay là không có làm ảnh hưởng tới cái công việc của người ta. Thường thời điểm nào mà em cảm thấy sâu lắng nhất trong tâm hồn mình và những cái nỗi buồn của em thường đến đó là cái vấn đề gì? Tại vì cơ bản anh cũng là một cái người tự lập ở thành phố Hồ Chí Minh 10 năm và anh là một người con trai nha. Nhưng mà nhiều khi anh cũng cảm thấy là xung quanh mình không có những cái người thân, cảm thấy là mình không có một cái chỗ để bấu víu á. Thì nhiều lúc anh cũng bị rơi vào cái trạng thái đó. Thì anh nghĩ em là một cô gái còn trẻ, một cô gái mà, anh xin lỗi, bởi vì cái cuộc sống của em nó, từ nãy đến giờ em nói, bây giờ anh mới biết là cuộc sống của em nó có nhiều cái trắc trở hơn anh tưởng tượng. Thì anh nghĩ là em phải mạnh mẽ hơn anh gấp 10 lần. Nó quá anh ơi. Thì cái sự mà khó khăn khi mà để cảm thấy một cái chỗ dựa vững chắc khi mà sống ở thành phố Hồ Chí Minh thì chắc là có. Em á thì thực sự á em nhìn xa lắm, có nghĩa là mình phải lúc nào cũng một cái khoản để mình dự trữ. Có nghĩa là không được tiêu xài quá mức. Phải có một khoản trong ngân hàng, hay là mình có gì để mình
mình lỡ mà mình không có được công việc ngày hôm nay hay ngày mai hay ngày kia thì mình không bị đói. Mình chưa có nhà thì mình vẫn có thể có tiền để mình trả tiền nhà. Hay là nếu như mà công việc mình không tốt, hoặc là hiện tại giờ mình cũng không có người yêu để mà có thể hỗ trợ cho mình về vấn đề đó luôn, thì mình vẫn có thể sống được. Mình vẫn có thể ăn thì không cần ăn nhiều đâu, ngày ổn mì cũng được nữa. Nhưng mà lúc trẻ chứ, cái đây 7-8 năm em có nhà của bà ngoại, nhưng mà em không ở nhà ngoại, em ở nhà thuê thôi. Đó, thì có những lúc mình vậy đó, rơi vào trường hợp mà gọi là tột cùng của sự khó khăn luôn anh. Có nghĩa là phim thì đóng xong rồi mà cũng chưa có phim mới. Rồi lúc đó thì tiền cachet cũng chưa có nhiều như bây giờ. Rồi mỗi tháng mình phải còn lo cho gia đình. Rồi hiện tại mình cũng đang chia tay với bạn trai, cũng không có ai có thể hỗ trợ cho mình thêm lỡ mà mình công việc mình không tốt. Rồi tiền nhà thì cứ mỗi tháng phải đóng tiền nhà. Rồi trời, nó bị stress. Xong rồi cái em hay nằm nhà một mình, xong em suy nghĩ là thôi bây giờ á, ăn thì không ăn em cũng sống được, ngày cha em ổn mì không, chấm nước tương hay là chấm sữa gì cũng nhịn đói qua ngày cũng được. Nhưng mà thôi giờ mình cố gắng đi. Ví dụ ngày hôm nay mình gọi điện thoại cho chị trợ lý này, mình hỏi coi có cần có phim nào hay không. Ngày hôm kia mình gọi cho anh diễn viên này đang đi phim gì đó hay là gì đó, để mình có thêm những cái mối quan hệ và để người ta nhớ tới mình và người ta mời mình. Bây giờ thì dễ rồi, chứ cái lúc mà bước đầu bước vào nghề thì nó cũng rất là vất vả đối với một người mới. Và lúc mà em cảm thấy em buồn nhất là em nghĩ tại sao là như vậy ta, tại sao mình có thể làm được cái này cái kia cái nọ vậy mà mình phải chấp nhận, mình phải chịu khổ vậy. Thôi bây giờ thôi mình cứ nhắm mắt xuôi tai đi theo cái lời kêu gọi của những người mà gọi là không có tốt đi, dễ dàng hơn hay sao. Bây giờ thì quay lại trở lại với cái phần thẳng á, như nào một người mà đứng dưới một cái với nhiều cái nỗi buồn, với nhiều cái sự lo toan giống như em á, thì anh rất là chắc chắn luôn á, trong cái thế giới showbiz này nó sẽ có những cái lời mời nó như này. Một là em sẽ cảm thấy cuộc sống thoải mái hơn vì khi mà có những cái sự lựa chọn nó không đúng như em mong muốn, nhưng mà nó cũng nằm ở cái mức độ thoải mái, nó không có phải là quá phức tạp và nó không phải là quá đen tối gì cả. Rồi một là chúng ta lại chấp nhận cái việc là đứng trên đôi chân của mình mà nó lại cực khổ như vậy. Thì anh nghĩ là những cái thời điểm đó thì chắc là cũng có xảy ra trong đầu của em rồi đúng không? Có chứ anh, có nhiều. Bây giờ á, khi mà em đã xác định vậy rồi và cuộc sống mình nó đã vậy từ lúc em bước chân vô showbiz tới giờ, thì những cái người gọi là những cái lời mời gọi để không có tốt á, thì người ta cũng không còn gọi đến và người ta cũng không còn nói đến nữa. Tại vì người ta đã biết mình thuộc thể loại nào rồi. Mình đã chọn cái đứng bên một cái bờ vực nào, đứng bên cái phía nào rồi. Thì như lúc đầu á, em nói lúc mà bước vô nghề á, là một con nighter, mình không biết gì hết. Nhưng mà do là từ nhỏ em đã được gia đình em dạy và huấn luyện, và ngay từ lúc nhỏ thì trong gia đình em là những người sống rất là tốt, mà nhà gia đình em cũng có đạo nữa, cho nên là làm cái gì mình cũng nghĩ tới là mình sợ là mình làm vậy thì sau này khi mà không còn là ở trên cái cõi hiện tại nữa thì mình sẽ được cái gì. Đó là những cái gì mà gọi là thế giới tâm linh đó. Em nghĩ là cái gì mà mình làm thì mình sẽ có những cái hậu quả. Ví dụ như ngày hôm nay mình làm chuyện không tốt, ngày xưa người ta gọi là quả báo, thì bây giờ em thấy nhanh lắm. Nhiều khi hồi lúc mình nói là kiếp này làm việc ác thì kiếp sau là bị, giờ không có đâu, bị liền luôn. Em nghĩ là thôi bây giờ mình cứ làm việc thật hết mình đi, mình cố gắng hết mình đi, thử coi là trong hết năm nay của mình như thế nào, coi mình có đỡ hơn không. Thì mỗi lần mà trải qua những cái khó khăn vậy á, em mới rút ra cho mình thêm được nhiều bài học. Rồi mà cái lạ em á là em có tiền em xài cũng hết, mà em không có tiền em xài cũng hết, cho nên thôi bây giờ lúc mà có tiền á để vô ngân hàng không có đụng đến, coi như cái số tiền đó mình không có. Mà ngộ lắm, em thì em không có tin, nhưng mà em hay đi coi bói chung bạn bè, bạn thì mấy người đó thì nói là cô này có cầm tiền không có được đâu.
cô cầm nhiêu tiền cũng hết à. Em nghĩ là ok vậy thì thôi, bây giờ mình làm mà mình cứ tiền mình đưa cho cô mình giữ đi, mà cô mà con có hỏi cô cũng đừng có đưa lại cho con nha, cô cứ coi như là không có. Đó là rồi. Cái cách em dành dụm. Quay trở lại với cái thử thách mà Duy Thanh lúc nãy nói thì chắc là có để cho Phương Trinh Jolie dễ dàng thực hiện hơn. Một là thể hiện cái phần nội tâm của Phương Trinh Jolie, hai là thể hiện cái phần hài hước, giống như là bạn thính giả vừa mới comment trên Facebook là muốn Phương Trinh có một cái tình huống nào đó mà thể hiện sự hài hước của bản thân mình. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cái phần nội tâm trước đi. Sẽ bắt đầu là tôi là một Phương Trinh Jolie, các bạn thấy như mà cuộc sống của tôi về đêm như thế nào như thế nào. Người nội tâm hãy chờ để em biến hóa nha. Bây giờ thì em có suy nghĩ được cái câu thoại chưa? Tự động thì nói ra thôi à. Dạ, ok, chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Có lẽ mọi người hay thấy tôi trên hình ảnh, trên truyền hình là một người lúc nào cũng hay cười, là một người lúc nào cũng nói chuyện với một cái tông giọng rất là cao và luôn thể hiện mình là một người rất là sôi nổi. Nhưng mà dĩ nhiên là con người mà, ai mà chả có lúc phải buồn. Và những lúc buồn là những lúc mà tôi cảm thấy mình cô đơn. Cô đơn ở đây không có nghĩa là mình ở một mình, nhưng mà cô đơn ở đây có nghĩa là mình đang ngồi cùng một nơi nào đó với rất là nhiều người, nhưng mà mình vẫn cảm thấy là mình rất là đơn độc. Cái đơn độc này nó nằm ở trong trái tim của mình. Trong trái tim mình lúc nào cũng có một khoảng trống. Một khoảng trống đó nó không thể nào lấp đầy được. Và cái điều mà tôi cảm thấy là mình muốn làm và mình luôn muốn làm nhất mà mình không làm được, đó chính là có được thêm một ngày nữa để ở bên mẹ của mình. Cho nên những ai đang còn có mẹ thì hãy trân trọng nó. Mỗi ngày mình được ở bên cạnh người sinh ra mình là mỗi một ngày bạn đang tận hưởng điều hạnh phúc nhất trên cuộc đời này. Cho dù mẹ của bạn có làm điều gì không đúng đối với bạn, nhưng mà người đó khi mà không còn rồi thì bạn sẽ thấy là trong trái tim của bạn luôn có một chỗ của hai chữ hối hận. À, đó là một cái phần sâu thẳm trong trái tim của Phương Trinh Jolie. Cho anh hỏi một điều là lúc nãy em nhắc đến nhiều đến mẹ, đó có phải là cái sự hối tiếc không? Thật sự thì tới tận bây giờ, cái trong 3 năm đầu mà mẹ em mất, cảm giác đó kinh khủng lắm. Tại vì giữa em và mẹ em có một cái sự hiểu lầm, có một cái khoảng cách trước đó, có một cái hiểu lầm mà ngay từ lúc nhỏ thì cái điều đó nó đã hình thành trong tim em rồi. Em nghĩ là tại sao hay đặt ra những câu hỏi tại sao, nhưng mà mình không thể nào mình tìm được câu trả lời. Mà lúc đó em cũng chưa có bước ra đời, chưa có hiểu được hết tất cả mà những cái gì mà trong cuộc sống nó dạy cho mình biết, và nó đưa ra cho mình những cái câu trả lời cho những câu hỏi mà mình đặt ra. Thì cái mà em luôn trăn trở, cái mà làm cho trái tim em luôn cảm thấy nó có một cái điều gì đó không thoải mái là em vẫn chưa có làm được điều gì cho mẹ em. Em cảm thấy là mình cảm thấy mình thoải mái khi mà mình làm được điều đó, mình chưa có cơ hội mình làm. Tức là lúc nhỏ là em đã có một cái hiểu lầm với mẹ, và cái khoảng cách của em và mẹ nó chưa kịp gần nhau thì đã vội xa nhau. Yeah. Và mãi mãi không có cơ hội để gần nhau nữa. Dạ, đúng rồi. Thì cho đến thời điểm hiện tại đó là một cái sự hối tiếc nhất đối với em. Hối tiếc nhất, và chính điều đó nó làm cho cái trái tim lúc nào nó cũng cảm thấy nó không có được trọn vẹn, nó thiếu một góc. Tức là trong trái tim em lúc nào cũng bị xước. Dạ. Gọi là bị xước một góc nào đó, mà cái góc đó thì cho đến thời điểm hiện tại thì giống như là anh đã nói ban đầu, một cái gì mà nó đã đi rồi thì nó sẽ
rất là khó để có thể níu lại và rất là khó để giữ lại. Thì anh vẫn mong em là giống như là một cái phương trình lúc nãy nói, vẫn mạnh mẽ, vẫn lúc nào cũng ok. Chắc có lẽ lúc này đây thì anh nghĩ là cái việc mà có một cái bức tường để có thể tự bảo vệ mình á, giống như em đã từng làm là tốt. Nhưng mà anh thiết nghĩ là 1 năm, 2 năm, 3 năm thì cái bức tường đó nó hạ dần, để có thể đến một lúc nào đó em sẽ tìm được một người có thể khiến em cảm thấy thoải mái để có thể trò chuyện tất cả những cái nỗi lòng của em. Đó là một cái vấn đề rất là quan trọng, là khi mà mình đã bước ra cuộc đời, mình đã có thể làm ra được những cái gì cho bản thân của mình rồi, thì dĩ nhiên là mỗi ngày cái tiêu chuẩn của mình đối với người đàn ông trong cuộc đời mình để mình nương tựa vào, nó càng ngày nó càng khó hơn. Cho nên có những người á em rất là yêu, nhưng mà người đó chưa có thể tạo cho em cái cảm giác em có thể em thoải mái, em trao hết cái cuộc đời của em cho người đó được. Có những người, người ta có thể lo cho mình được tất cả, nhưng mà mình lại không cảm thấy yêu người đó. Cho nên thôi thì cứ để coi là số phận của mình sẽ ban cho mình một người đàn ông như thế nào. Chúng ta cùng chờ đợi. Còn bây giờ thì quay trở lại với hài hước nha. Chắc là một cái tình huống giả tạo để cho thoải mái hơn. Từ nãy đến giờ chúng ta đã trải lòng nhiều quá rồi. Em muốn đưa ra tình huống gì? Hài hả anh? Em cũng không có năng khiếu hài đâu. Nhưng mà em có cách hát hài hài được không? Cách hát hài hài? Ok, cũng được. Em hát bài gì? Bài gì cũng được chứ, mà đưa em hát một cái giống như là bài Ước Gì của chị Mỹ Tâm đi, mà em hát theo cách hài á. Ok, bắt đầu. Ước gì anh ở đây giờ này, ước gì anh cùng em chuyện trò, cùng nhau nghe sóng xô gần đá, ngàn câu hát yên bình. Đó là Phương Trinh Jolie. Thật ra thì có nhiều điều về cô gái Phương Trinh Jolie cần phải khám phá trong 4 đêm tối thứ ba. Mà chắc có lẽ là đêm đây là đêm thứ hai, là cái đêm mà giống như là cái kiểu như Phương Trinh đã nói, thì vô hình chung Phương Trinh đã có một cái bức tường rồi, mà Thanh là người mới có tiếp xúc 2 lần thôi. Thì xin được hứa với mọi người là cái bức tường đó sẽ từ từ bị phá vỡ ở những cái đêm thứ ba hoặc đêm thứ tư. Các bạn chờ đón theo dõi nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với lựa chọn tiếp theo đi. 1, 3, 4 và 5, đến với phần ngẫu hứng âm nhạc. Lúc nãy có một cái bạn comment là bạn hát cái bài If I Were a Boy rất là hay. Bạn đó là bạn Thịnh hay gì đó. Để coi bạn đó tên là bạn gì ta. Thịnh Quốc, bạn đó hay quá chị ơi. Rất là hay. Cảm ơn bạn nhiều. Thật sự thì Trinh cũng muốn hát cho nó hoàn hảo hơn, nhưng mà tại vì khả năng tiếng Anh và khi mà hát tiếng Anh á, thì nó cũng chưa có chuẩn lắm. Cho nên là những bạn nào mà nói tiếng Anh hay là hát tiếng Anh giỏi thì cũng bỏ qua cho Trinh nhiều nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với lựa chọn 1, 3, 4 hoặc 5. Cho em số 5 đi. Số 5. Chúng ta sẽ cùng đến với lựa chọn thứ 5. Nói trước là trong những cái lựa chọn này có những cái thể loại âm nhạc và lần đầu tiên em sẽ được hát. Lựa chọn 5. Đây lại là một ca khúc nhạc tiếng Anh nữa. Ca khúc Girl on Fire. Cũng là một cái cô gái mạnh mẽ. Anh ấy cao lắm thôi anh ơi. Mà thường là ai mà thích Beyoncé thì sẽ dễ thích Alicia Keys. Em thích Alicia Keys bài If I Ain't Got You. Tối qua anh đã post cái bài đó trên Facebook và để là clip là khó ngủ là anh nghe bài đó không ạ? Anh thích bài đó lắm luôn, cái lời hay lắm.
À, các bạn thân mến, đây cũng là một cái bài hát nói về một cô gái rất là mạnh mẽ trong chuyện tình cảm và cuộc sống. Một cô gái mà lúc nào cũng gặp khó khăn cũng có thể vượt qua cả. Thì đó cũng là một cái phần lý do mà Duy Thanh lựa chọn ca khúc Girl on Fire qua phần trình bày của Aliza Keys để cho Phương Trinh Jolie trình bày nó trong buổi tối ngày hôm nay. Em sẵn sàng chưa? Dạ. Hình như nhạc là vô luôn đúng không anh? Không, anh lựa chọn một cái beat dễ hát lắm, tức là nó sẽ có một cái lời nhỏ nhỏ ở phía dưới. Em cứ việc đi theo cái lời đó. Chúng ta sẽ cùng đến với Girl on Fire qua phần trình bày của Phương Trinh Jolie. See just a girl and see on fire, hotter than a fantasy, longer like a highway. See a living one stay on fire, fighting you to stand a fee, but she knows she can fly away. Oh, see God won't fit in a crowd and see burning it down. Burn your eyes, better lose you all the way. You can try, but you will see on star the world. All it is on hold is good. Say, oh, we got our feet on the ground and we burning it down. Oh, nobody knows that's the only girl, and it's a lonely world. But you gotta burn it, baby, burn it, baby. The fire, this girl is on fire. See what's on the fire. This girl on the fire. Phương Trinh Jolie với ca khúc là Girl on Fire. Nãy giờ hai bài nào cũng cao ngất ngưỡng hết. Em hát em muốn đổ mồ hôi luôn. Em rất là có duyên với Aliza Keys và Beyoncé. Anh đã cố tình để cho hai cái lựa chọn nó có một cái khoảng cách rất là xa với nhau. Đây em có thể nghỉ ngơi chút xíu. Tự nhiên các em chọn một phát cái là dính hai ca khúc rất là cao với nhau. Có một cái bạn comment trên Facebook rất là vui, bạn nó hỏi là em thì thích người miền đàn ông miền Nam hay là đàn ông miền Bắc? Thực sự thì em dễ có cái cảm xúc
đầu tiên mà Cảm Xúc gọi là thích á, thì với đàn ông miền Nam nhiều hơn. Tại vì á, là cái khẩu ngữ của Phương Trinh và cái người đó sẽ giống nhau hơn, hợp nhau hơn. Dạ, hợp nhau hơn. Lúc giờ thì Trinh cũng chưa có bạn trai là miền Bắc. Đó là người miền Nam không? Nhưng mà nghe nghe thường á, giọng của miền Bắc nó sẽ cảm thấy, khi mà yêu người miền Bắc rồi á, lỡ yêu người miền Bắc rồi tự nhiên thấy giọng đó nó trở nên rất là dễ thương. Vậy hả? Tức là người miền Bắc người ta sẽ nói chuyện nó sẽ ngọt ngọt, nó kiểu như là nó xinh xớ, nó kiểu không giống với người miền Nam kiểu như là ê tao yêu mày, còn người miền Bắc là anh yêu em. Cái kiểu vậy á. thì nếu mà lỡ yêu người miền Bắc sẽ cảm thấy được cái sự lãng mạn của người miền Bắc trong cái tông giọng và trong cái cách thể hiện luôn. Em nghĩ là thật sự á, nếu mà mình đã có duyên với người đó rồi thì cho dù người đó là người miền Nam hay người miền Bắc thì mình cũng sẽ yêu thôi. Tại vì nó cũng không có nằm ở cái chất giọng mà nằm ở con người, về cái cung cách người đó, rồi về tính tình người đó, rồi cái cách người đó đối xử với mình như thế nào, rồi tình cảm người đó như thế nào. Nhưng mà có lẽ là em chưa có duyên là bạn gái của anh chàng nào mà ở miền Bắc. Trong tương lai thì không biết, nhưng mà cái quan trọng là nếu như mà cái người đó tốt với mình, yêu thương mình có tâm cảm tình với người đó thì chắc chắn người đó sẽ trở thành một người trong trái tim của mình. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một cuộc kết nối của thính giả nhé. Alo, Duy Thanh xin chào ạ. Alo, em chào anh Duy Thanh ạ. Em chào chị Phương Trinh ạ. Chị chào em. Chào em. À, anh ơi, ơi, em vừa nghe câu chuyện giữa anh và chị Phương Trinh ý. Em nói thật nhá, em lại thích con trai Việt Nam hơn ấy, thích tất cả các anh các chị Việt Nam hơn, bởi vì các anh các chị luôn chu đáo và ngọt ngào. Tất nhiên là không phải là người miền Bắc không chu đáo và ngọt ngào, nhưng mà em thích chất giọng người Việt Nam hơn ạ. Em cho chị hỏi là em tên gì vậy? Dạ em tên Mai anh ạ. Em là một khán giả khá là thân quen với chương trình ạ. Rồi. Cảm ơn em. Trong buổi tối ngày hôm nay thì em có điều gì muốn chia sẻ với Phương Trinh Jolie không em? Chị ơi. Chị đây. À, dự án sắp tới của chị là gì ạ? Thật sự thì chị cũng muốn đính chính với em chút xíu là bây giờ mà chị nghe giọng của em cũng đang rất là dễ thương đó bé ơi. Và cái cách em nói chuyện cũng rất là lịch sự và đầy đủ, và dễ để người ta cảm thấy có cảm tình ngay từ lần nghe đầu tiên luôn. Và hôm nay thì chị cũng vui lắm khi mà em đã kết nối với chị để cùng nhau mình có thể tâm sự thêm nhiều hơn. Nãy giờ thì không biết là em có nghe từ đầu chương trình không? Em có. Và thì chị cũng xin chia sẻ với em luôn á là hiện tại thì chị đang có hai bài hát rất là mới vừa phát hành, đó là bài Mất và bài Nợ, ca khúc Mất và ca khúc Nợ. Và chị cũng đã quay xong hai MV của hai ca khúc này trong tháng 10 vừa rồi, đầu tháng 10 ở Đà Lạt. Và cái video clip này thì sẽ dài khoảng 15 phút, là một bộ phim, một cái phim ngắn. Bộ phim ngắn gồm có hai ca khúc luôn. Thì chị nghĩ là chắc là khoảng tầm một tuần hay là 10 ngày nữa thôi thì ca khúc này sẽ được phát hành ở trên những cái thông tin giải trí là kênh truyền hình hoặc là ở những trang âm nhạc online. Nên chị hy vọng mà chị chắc chắn là chị sẽ PR hai cái ca khúc này rất là nhiều. Cho nên khi mà em mở lên những cái trang âm nhạc mà gọi là nổi tiếng ở Việt Nam mình á thì chị nghĩ là em sẽ thấy liền luôn. Và chị hy vọng là hai ca khúc này thì em sẽ thích. Em nghe thử ca khúc này chưa? Em ca... sau khi ngắt cuộc điện thoại này em sẽ nghe luôn ạ. Chị cảm ơn em nhiều lắm. Chị đây. Em hóng MV của chị lắm mà. Cho em hỏi nhỏ một chút nhé. À thôi, hỏi lớn luôn đi. Dạ em có hỏi nhỏ thì cũng cả khoảng vài ngàn người nghe thôi nên vài triệu người nghe vài, vài, chương trình vài ngàn hay vài triệu người nghe thôi không sao đâu em. Chị bị mất tiền hay là ai nợ tiền chị ạ? À? Sao chị lại chọn hai cái tên bài hát nó rất là tức là mất và nợ. Thật ra thì chắc em nói luôn đi. Mắc cười lắm. Mà chị có một ca khúc nữa, ca khúc mang tên là Lỡ, mà cái khúc này thì chị chưa có phát hành. Thì chị định là sau hai cái khúc này phát hành chị mới phát hành cái khúc đó, nhưng mà vô tình ba cái khúc này mà để gần lại với nhau là Lỡ, Mất, Nợ. Thì nó vui vui vậy thôi, nhưng mà thực sự thì đây là cái mất và cái nợ và cái lỡ là trong tình yêu. Dĩ nhiên là trong tình yêu thì mình dĩ nhiên có những lúc mình sẽ mất
một cái tình yêu nào đó, mình lỡ vô tình mình làm mất đi cái người mà rất là yêu thương mình lỡ mình làm cái điều gì đó làm người đó buồn, đúng không? Rồi có những lúc mình lại nợ một người nào đó, là người đó đối xử quá tốt với mình, nhưng mà mình mắc nợ đó một cái lời hứa, hay là mắc nợ một cái tình cảm nào đó mà mình chưa có để mình đền đáp được cho người đó. Đó là những cảm xúc trong tình yêu. Mà còn tiền thì không có ai chơi, tại vì chị không có chơi mượn tiền hết. Chị nghe. Chị đã từng làm phụ lòng với ai đó rồi đúng không? Và cũng là ai đó đau lòng rồi đúng không? Ai thật đi. Thật sự thì bây giờ chị hỏi em nè, em lúc giờ em có làm ai đau lòng chưa? Là con gái thì chị nghĩ là chắc chắn là sẽ có một hoặc là hai anh chàng là trái tim phải hơi đau đau vì mình rồi đó. Em cũng có rồi chị ạ. Thì đó, thì cho nên là chắc là em cũng hiểu được cái nỗi lòng của chị đúng không? Vâng chị ơi, cho em câu hỏi thứ nhất. Rồi, em nói đi. Chị có thể cho em biết là khi mà chị buồn chị thường làm gì không? Khi mà chị sao? Buồn. Buồn hả? Khi mà chị buồn là chị thích nhất cảm giác là bỏ đi ngay một cái chỗ nào đó mà không có ai biết mình, không có ai nhìn mình, không ai thấy mình hết. Ví dụ như là chị chạy xe xuống Vũng Tàu, rồi tới một cái bãi biển nào đó thật là vắng, xong rồi ngồi đó buồn cười lắm. Có một đêm chị đang bị stress công việc rồi chuyện tình cảm đến cùng lúc, là 4 giờ sáng chị xách xe, chị lúc đó là xe máy luôn á, chưa có ô tô đâu, xách xe máy mà một thân con gái một mình, đội mũ bảo hiểm, bịt mặt kính mít, mặc đồ kính vô, đang trong mình khoảng 500.000 thôi, đem nhiều quá sợ cướp đó, chạy ra ngoài Vũng Tàu xong rồi chạy 2.5 tiếng đồng hồ, từ lúc đó đường chưa có đường cao tốc, chạy đường ở ngoài, chạy 2.5 tiếng đồng hồ chạy ra đó, xong rồi cái ngắm bình minh ngồi, xong cái khóc một mình, khóc cho đã thiệt đã, xong mấy cái rồi xách xe đi về hết buồn. Chị ơi, chị đây. Em cứ nghĩ là một mình em hơi bị điên điên và nổi loạn, hóa ra em cũng có người đồng cảm ha. Thực ra thì tuổi trẻ lúc nào cũng vậy, tuổi trẻ lúc nào cũng phải có một cái gì đó nổi loạn, một cái gì đó bốc đồng để có thể là chứng minh là cái tôi của mình, cũng như là một cái vỏ bọc để có thể đối đầu với những cái thử thách trong gai của cái chặng đường mà mình đang đi. Thì chắc có lẽ là em cũng không phải là ngoại lệ có cái sự đồng cảm với chương trình Jolie đâu. Xin được cảm ơn Mai đã kết nối và chia sẻ. Chị ơi, chị đây. Em anh Vi Thanh cho em xin một phút nữa nhá. Dạ ok. Chị ơi, em chúc chị thành công trong sự nghiệp của mình, luôn luôn mạnh mẽ anh chị nhá. Và con gái mà nhưng mà không thể yếu đuối mãi được ạ. Em bây giờ em cũng trưởng thành nhiều rồi. Chị cũng đừng đi xe ra ngoài đường nửa đêm như thế, mọi người rất là lo ạ. bé chị hỏi bé bao nhiêu tuổi rồi? Bây giờ không có ai thấy mặt đâu, mình cứ nói đi, không mà không sao đâu. Em 25 tuổi rồi chị. 25 tuổi là em nhỏ hơn chị 2 tuổi thôi, có nghĩa là mình cũng cỡ nhau đó, cho nên là bây giờ thì cái suy nghĩ, cái cảm xúc của mình đối với cuộc sống hay là từng trải với cuộc sống nó cũng gần giống nhau đúng không? Và chị luôn luôn là một người rất là mạnh mẽ, nhưng mà chị cũng hy vọng là mọi điều trong cuộc sống sẽ đến với em thật là nhiều điều tốt đẹp, và cho em lúc nào cũng sẽ có nhiều nụ cười và hạnh phúc nha. Vâng, em cảm ơn chị ạ. Rồi, cảm ơn em nhiều. Chào anh Duy Thanh, em chào chị ạ. Đây xin chào em. Mai, cảm ơn bạn rất là nhiều, một người bạn rất là dễ thương đã kết nối với chương trình. Chúng ta sẽ cùng đến với cuộc kết nối nữa đi. Alo Duy Thanh, xin chào ạ. Alo. Quả. Xin chào Thiệp ạ, xin lỗi vì để bạn chờ hơi lâu ạ. Vâng, không sao. Chào Thiệp. Chào là Thiệp đang sinh sống và làm việc ở đâu ạ? Tôi ở Hưng Yên ạ. Hưng Yên. Rồi, câu hỏi của em dành cho Phương Trinh Jolie là gì ạ? Em muốn cho hỏi Phương Trinh Johnny là nhiều sau việc thì thích sang Thái Lan để du lịch hay để mua sắm, thế sao lại chị Phương Trinh Johnny lại có sở thích đặc biệt là sang bên Thái Lan thì để tập thể dục ạ? cho Trinh hỏi Thiệp nha. Ở đâu mà Thiệp biết thông tin này vậy? Thì gọi là em muốn quan tâm một sao nào đó thì em có thể tìm bất cứ thông tin này ở đâu cũng được. Mà không biết là Thiệp biết tới Trinh là qua chương trình FM Cảm Xúc hay là Thiệp đã biết những thông tin về Trinh trước đây? Em thì cũng mới biết khi xem chương trình Tôi là diễn viên của chị
Rồi, Trinh nhớ rồi. Thì Trinh cũng xin chia sẻ với Thiệp luôn á, là đúng thực sự là tại vì Việt Nam mình thì gần với Thái Lan, mà mình đi qua đó thì cái tiền vé cũng rất là rẻ, mà khách sạn hay là ăn uống nó cũng rẻ nữa, nên là đa số mà bây giờ thì mấy người trẻ trẻ như mình thì thích hay đi Thái Lan đi chơi đúng không? Nhưng mà có một lần thì người bạn của Trinh á rủ Trinh đi Phuket, là một cái hòn đảo ở Thái Lan, mà ở trên đó thì bạn của Trinh cũng cũng là một người rất là thích tập và tập gym và thể hình, mà Trinh là cũng một người rất là thích về thể thao nữa, nên Trinh nói là ok thử đi tập thử như thế nào. Thì không biết là Thiệp có thích thể thao không? Thì em thì cũng rất yêu thích thể thao ạ. Nếu vậy là Trinh nói thì cũng Thiệp cũng sẽ có nhiều sự hào hứng trong cái chủ đề này đúng không? Thì khi mà qua đó Trinh nặng 50-55 kg, mà trong vòng chỉ một tuần thôi, Trinh tập thì mỗi ngày khoảng 2 tiếng tới 3 tiếng. Và ở đó người ta sẽ có một cái lớp gọi là CrossFit, có nghĩa là mình tập liên tục không nghỉ luôn, liên tục không nghỉ một phút nào trong vòng một tiếng đồng hồ. Thì, vậy à? Và thế mỗi lần thời gian của chị dành sang ở đấy là bao lâu ạ? Để mà mình bay qua đó thì cái hành trình nó cũng phải tốn thời gian nhiều hơn, tại vì mình phải bay từ Hồ Chí Minh, thành phố Hồ Chí Minh mình bay qua Bangkok, rồi từ Bangkok mình mới bay qua Phuket, tại vì không có chuyến bay thẳng từ Sài Gòn qua Phuket. Chắc một ngày á, mất một ngày đi một ngày về, cho nên mỗi lần Trinh đi thì cũng phải một tuần để Trinh có thể vừa nghỉ ngơi vừa tập luyện, tại vì nếu mà mình tập mà có 1-2 ngày nó cũng không có kết quả. Nhưng mà trong vòng có khoảng 4 ngày để tập thôi mà Trinh xuống 3 kg, là còn có 52 kg thôi, nhưng mà người rất là khỏe và cái cơ thể của mình nó rất là chắc, và nó ngày một nó hoàn hảo hơn. Cho nên là nếu như mà Thiệp có cơ hội thì Thiệp thử đi qua đó tập một lần coi như thế nào. Nếu mà chị đi khoảng thời gian dài như thế thì chị không sợ ảnh hưởng đến công việc của chị hay là mọi thứ của chị xung quanh à? Thật sự thì lúc mà Trinh đi là lúc đó Trinh vừa hoàn thành xong phim nè, rồi vừa hoàn thành xong MV nè, cũng không có bận lắm, tại vì để mà dành ra một tuần thì mình có thời gian, chứ mà nếu mà đi mà khoảng tầm 2 tuần hay 3 tuần thì chắc là không đi được rồi. Thật mấy bạn luôn là đáng lý ra là trong tháng này là Phương Trinh Jolie cũng sẽ có một cái chuyến du lịch để chào mừng cái birthday của Phương Trinh, nhưng mà cuối cùng là bị anh níu kéo lại với cái show này, nên thành ra thì phải gián đoạn và dời lại sang tháng sau. Đúng rồi, em sẽ dời sang tháng 11. Nhưng mà rất là vui tại vì nhờ cái chương trình này nên nói chuyện được với Thiệp nè, rồi với Mai nè, rồi còn thêm nhiều các bạn thính giả khác trên khắp cả nước của mình luôn nữa, nên là không sao đâu, coi như là nhờ sinh nhật của Trinh nên là mới có được cái gì quan trọng này, đặc biệt này á. Xin được cảm ơn Thiệp rất là nhiều đã giao lưu và trò chuyện với Phương Trinh Jolie trong buổi tối ngày hôm nay nhé. Xin được chào anh. Chúc Thiệp có một đêm thật là vui và ngủ ngon giấc nha. Rồi. Xin cảm ơn Thiệp. Rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với ngẫu hứng âm nhạc trong buổi tối ngày hôm nay. 1, 4 và 3. Dạ, cho em chọn số 1. Số 1, chúng ta sẽ cùng đến với lựa chọn 1 xem là bài hát gì. Chắc là bài hát Việt Nam. Lựa chọn 1. Đã có lúc anh mong tìm mình. Em chắc hát công nam cũng được, giọng cao. Để nói nhớ em không thể nào Trung Quân. Em nữa. Chưa bao giờ. Đã có lúc anh mong ngừng thời gian trôi, để những dấu yêu sẽ không phải mơ. Giá riêng nếu không nói ra làm sao biết anh thương em bao. Anh sẽ nói em nghe những điều chưa bao giờ bình minh khuất.
đang đứng đầu top. Sao lòng nhẹ cơn sầu, dẫu có chút vương chút ân tình trôn giấu, đêm những nhớ thương thầm lặng trên tay, nghe sao búa thêm ướt đôi vai này. Nó ổn cho em không? Dạ được, em sẽ hát thấp xuống. Anh thấy là cái bài hát này, cái lời bài hát tình cảm và mọi thứ ấy, nó cũng không hiểu sao mà cứ mỗi lần em nghĩ, trong đầu anh nghĩ đến cái từ là Phương Trinh Jolie và ám ảnh anh với những cái video clip được post trên Facebook của em á. Lúc đó anh tự list ở trong đầu, anh không cần phải suy nghĩ. Chắc là nếu mà một cái ca sĩ mà trước đây làm ngẫu hứng âm nhạc, anh phải mất khoảng 1 đến 2 ngày để suy nghĩ bài hát mà nó hợp với tông giọng. Còn em thì chỉ cần mất nửa ngày thôi. Em nhiều cảm xúc thế sao? Chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Chưa Bao Giờ qua phần trình bày của Phương Trinh Jolie. Thank you.
cất tiếng hát nghe sau lòng nhà cơn sầu. Dẫu có chút vương, chút ân tình chôn dấu. Đêm những nhớ thương thầm lặng trên tay, nghe sao buồn thêm ước đôi vài ngày. Nếu không hát lên nặng lòng ra riêng, nếu không nói ra làm sao biết em thương ai. Em sẽ nói nghe những điều chưa bao giờ. Chưa lâu nay anh đâu nào hay biết, hoàng hôn tắt nắng hay vì em không hiểu được anh, dập tan bao yêu dấu luôn tan. Vì em cần đến cho sao bao yêu thương anh trao đến. Đó chính là Chưa Bao Giờ qua phần trình bày của Phương Trinh Jolie. Cái câu cuối của người ta hát thì cái khúc này em chưa có nghe kỹ được nên hát thiếu một câu, nhưng mà cũng may là hát theo cái điệu nhạc luôn. Rồi. Trong cái thời điểm cuối cùng với chủ đề thẳng và thật thì cho anh hỏi vài câu thôi, vài câu đó để có thể có cơ hội để em bộc bạch là từ trước đến giờ khi mà bước chân vào con đường ca hát thì hình như em là người ít có scandal nhất đúng không? Có cái scandal mà đến thời điểm hiện tại mà em cảm thấy là nó cần thiết phải chia sẻ không? Có một cái scandal mà lúc đó thì nó cũng là một thời gian dậy sóng. Có nghĩa là em công bố là mình có người yêu và đăng hình người đó trên mạng luôn. Nhưng mà cái vấn đề đó là một sự hiểu lầm. Có nghĩa là lúc đó là cái người á mà chụp hình với em trong tấm hình và trên cái bài báo đó không phải là em đưa ra những cái hình đó cho nhà báo để họ đăng lên báo. Mà lúc đó là em đang trong một công ty tên là V Amigo. Tức là lúc đó còn cái thời Amigochi. Amigochi là nhóm nhạc nữ mà có em Ngân Khánh và Lan Trinh. Thì cái đó là một khoảng thời gian rất là kinh khủng đối với em. Đó là một cái sự sai lầm trong quyết định về công việc duy nhất mà lúc giờ em gặp phải. Thì người đó là một người mà trước khi em ký hợp đồng với công ty đó thì ai cũng cản hết. Ai cũng nói là không nên làm việc với người đó. Người đó là một người rất là nguy hiểm và cực kỳ xảo trá. Có nghĩa là xảo trá ở đây là người đó không có gì cả, nhưng mà người đó tạo ra cho mình một cái lớp vỏ bọc, cứ như là mình là một công ty rất là mạnh. Ví dụ như là ký hợp đồng hay là họp á, là trên một cái tòa nhà cao tầng và văn phòng rất là sạch sẽ, đẹp đẽ và rất là khang trang. Mà có nhiều nhân viên. Rồi chạy xe thì chạy xe xịn, chạy xe Đức. Rồi mỗi lần mà đi tiếp khách hay là giới thiệu với lại em và chị Ngân Khánh và Lan Trinh là những người bạn bè á, thì mỗi một lần như là kêu rượu mắc tiền. Rồi một lần như là phải mấy chục triệu, cả trăm triệu. Thì khi mà em thấy là chắc là công ty này cũng rất đáng là mạnh. Tin. Tức là cái vỏ bọc là sẽ tạo mình một cái niềm tin. Niềm tin để mà mình ký hợp đồng. Tại vì em nghĩ là nếu mà công ty không có tiền làm sao đầu tư cho ca sĩ được. Nên cảm thấy chắc chắn là ok, là cũng là đủ sự tin tưởng để mình có thể ký hợp đồng rồi. Nhưng mà khi ký hợp đồng thì công ty hoàn toàn không hề đầu tư bất kỳ một cái điều gì cho em hay là cho Ngân Khánh hay là cho Lan Trinh. Mà ví dụ như phim thì
tất cả ba người đều em và chị và Ngân Khánh đều là những diễn viên đã đóng phim rồi, là có sẵn phim rồi. Còn nhạc thì đi không có một bài hát mới mà chỉ lấy những bài hát cũ để mà làm nhạc lại đi diễn thôi. Và bây giờ thì em mới liên kết qua cái vấn đề như nãy em nói là lúc tới giờ thì em không bao giờ, cho dù là em có bạn trai hay không có bạn trai, em cũng không bao giờ đăng những hình ảnh riêng tư của em với bạn trai của em lên. Tức là cái việc đó là nằm trong cái chiến lược hoạt động, chiến lược PR của thì đây đây. Đây em đang kể ra câu chuyện tại sao. Lúc đó là tự xưng mình là một đạo diễn và đưa ra những bằng chứng để em thấy là một đạo diễn, nhưng mà bây giờ nghĩ lại thì em mới thấy mắc cười là đi ra ngoài tiệm tự mình in một cái gì bằng khen rồi tự mình treo trên đây cũng được, vậy đâu ai biết đó là cái gì. Rồi còn cái khi mà em cắt hợp đồng thì mới biết là công ty mà mình em lên ký hợp đồng ở trên tòa nhà 32 tầng là thuê, nghĩa là thuê theo giờ chứ không phải là công ty của công ty. Nên là thí dụ như em anh em cần ký hợp đồng với anh, em thuê vòng một tiếng đồng hồ khoảng 1-2 triệu gì đó. Rồi đó cứ mỗi lần mà lên đó họp hay gì là cứ thuê theo giờ chứ không phải là công ty. Rồi xe cũng là xe thuê. Còn tiền mà để mà chi ra để mà mỗi lần ăn uống á, là khi mà em đóng phim á, là công ty lấy 60%. Em chỉ lấy 40%, mà trong khi đó đâu có đầu tư gì cho em đâu. Thì qua một năm thì em mới phát hiện ra cái điều đó, thì em chủ động cắt hợp đồng. Thì trong cái lúc mà làm việc với nhau á, là hay lúc nào bên cạnh người đó cũng có một người trợ lý cầm máy chụp hình để chụp. Thì lúc mà những hình ảnh mà em với người đó nắm tay hay là ôm nhau hay là ngồi kế nhau á, là người đó đang chỉ cho em diễn xuất trong phim và chụp hình lại làm tư liệu. Thì chính người đó lại lấy những tấm hình đó để gửi qua cho nhà báo và đăng báo lên. Nhưng mà khi mà những thông tin đã đăng lên báo rồi, mà lúc đó là em còn nhớ là em đang bên nước ngoài để em diễn, em đang bên Mỹ để diễn, em nói ủa em gọi về, ủa tại sao những bài báo này đăng lên, bài báo này đâu có ai nói cho em biết là đăng lên đâu, mà em cũng đâu phải là người yêu của anh đâu, sao tự nhiên đăng lên vậy. Xong nói là đây là một cách để PR hình ảnh của em. Muốn em nói ủa PR gì kỳ vậy, thì anh gỡ xuống cho em đi, không để vậy được. Nếu mà để vậy em về thì em sẽ nói chuyện với bên nhà báo đó, là em kiện nhà báo luôn. Tại vì cái mail đó không phải là mail gửi từ mail của em, mà là mail của công ty. Mà khi mà vô công ty là công ty lập cho mỗi một em và Ngân Khánh và Lan Trinh 3 hộp thư khác nhau, nhưng mà password là công ty đều giữ. Có nghĩa là lấy hộp thư của em để gửi qua bên nhà báo, nhưng mà là công ty gửi. Đó là một cái điều mà tới tận bây giờ nó vẫn còn đeo báo em. Mà lúc đó thì em cũng đang có bạn trai. Xong rồi bạn trai em thấy bài báo đó, xong gọi qua Mỹ, ủa dù gì đây, tại sao lại như vậy vậy. Xong là chính vì vấn đề đó mà vừa làm ảnh hưởng tới cái danh tiếng của em, vừa ảnh hưởng tới cuộc sống cá nhân của em nữa. Mà khi mà cái thông tin đó mà lên mạng, xong cái mọi người bàng hoàng, thôi đã nói là chị anh đã khuyên em, chị đã khuyên em vậy rồi mà tại sao lại quen thằng nó vậy. Em nói dạ không có, cái này là mà không lẽ em mỗi người em phải đi giải thích thì biết tới chừng nào cho mới hết được cái này. Sao mới đành đậm ngậm đắng nuốt cay để cho qua cái scandal đó, là một cái scandal mà em chưa bao giờ em muốn dính vô. Thì giống như anh hay là mọi người trong showbiz thì đều thắc mắc là không biết giờ Trinh đang quen ai ta, tại vì em không bao giờ em show cái chuyện tình cảm của mình lên báo chí hết. Anh hiểu. Mà trong cái bài báo mới nhất của Lan Trinh á, thì có nhắc đến em và có nói một cái câu là hình như là trong cái phần mà cắt hợp đồng với công ty, em là người bồi thường nhiều nhất. Là như vậy nè, lúc đó là công ty khi mà cắt hợp đồng là phải bồi thường ai? Cắt hợp đồng sớm là phải bồi thường. Cắt hợp đồng trước là phải bồi thường, nhưng mà bên công ty đã làm sai một trong những điều khoản của hợp đồng thì đúng ra là em không cần phải bồi thường, tại vì em có quyền, tại vì công ty làm sai, không làm đúng như trong hợp đồng. Nhưng mà khi mà cắt hợp đồng vậy đưa ra tòa, rồi tòa xử hay là tòa để mà tòa án coi cái giải quyết cái giải xử quyết lý cái vụ việc đó, thì nó phải tốn một thời gian và tốn phí luôn. Vừa tốn thời gian vừa tốn phí, mà trong thời gian đó không có được đi hát, không được đóng phim, tại vì mình đang gọi là đang tranh chấp thì mình không có được ký bất kỳ một cái hợp đồng nào khác. Lan Trinh á và Ngân Khánh, chị Ngân Khánh thì gia đình cũng có điều kiện và bên cạnh đó thì chị cũng đã nổi tiếng trước đây rồi, cho nên những cái
em nghĩ là chỉ có một cái khoản để mà dự trữ. Còn Lan Trinh á, thì gia đình Lan Trinh cũng thuộc dạng khá, cho nên ba mẹ của Lan Trinh cũng hỗ trợ Lan Trinh rất là nhiều. Nếu như mà Trinh không đi hát hay đi diễn một năm thì Trinh vẫn có thể có người, Lan Trinh vẫn có thể có người để mà take care cho Lan Trinh. Nhưng mà còn em thì em không có ai để lo cho em hết. Nếu như mà em không đi đóng phim, em không đi hát một năm thì chắc không thể nào sống được ở cái đất Sài Gòn này. Cho nên em mới quyết định là bây giờ để bồi thường, để ổn thỏa cái công việc này, để mà em thoát ra liền, em không thể nào em chịu nổi. Thì em chấp nhận mình bồi thường để mà mình có thể đi ra. Và cái số tiền bồi thường đó em có thể kiếm được một bộ phim đóng trong vòng 2 tháng. Để em có thể có thêm được 10 tháng để em có thể làm thêm nhiều việc khác nữa. Tại vì lúc em bị stress mà, chẳng những là gọi điện thoại khủng bố em mà còn hả thuê giang hồ đến cái chỗ em mở để mà làm phiền. Khó làm dễ. Cho nên em bị rơi vào cái tình trạng là không có lối thoát. Em phải chuyển hết chỗ này, chuyển từ chỗ kia, rồi ở nhà bạn, ở nhà người này người kia. Tại vì cái này không phải nằm ở cái vấn đề giấy tờ, mà nó còn cái vấn đề phía sau nữa, vấn đề gọi là xã hội đen nữa. Cho nên thôi em nghĩ tốt nhất vậy đi cho dễ, mình trả tiền cho bên đó, mình đưa ra một cái mức nhất định, bên đó đòi quá cao thì em nói không, em chỉ có nhiêu đây thôi. Nếu như mà không chịu được thôi, em sẵn sàng ra tòa. Tại vì ra tòa thì anh vẫn là người thiệt, anh không có được số tiền này mà anh còn mất thời gian với em nữa. Thì rốt cuộc thì em bồi thường và cả hai không bao giờ liên lạc, không bao giờ có một cái gì đó liên quan tới nhau nữa. Anh nghĩ đó là một cái biến cố lớn trong cuộc đời của em. Rất là lớn. Lúc đó là em hoàn toàn em bị suy sụp. Em bị suy sụp hoàn toàn tại vì công việc thì bị lỡ dở rồi. Cái năm đó đúng là cái năm đó là cái năm hơi bị xui đó với em luôn. Cảm ơn Phương Trinh đã trải lòng với mình, với các bạn thính giả của Studio Thứ Ba về tất cả những cái vấn đề về thẳng, về thật và với những cái ca khúc được trình bày tuyệt vời như vậy. Và có lẽ là khép lại chương trình trong buổi tối ngày hôm nay sẽ được gửi tặng cho quý vị thính giả ca khúc Nợ. Đây cũng là một cái sản phẩm mới của Phương Trinh Jolie sau cái ca khúc Mất mà chúng ta đã được thưởng thức hồi đêm đầu tiên. Và hẹn các bạn vào tuần sau cũng vào lúc 22:30 các bạn nhé. Tuần sau thì chúng ta sẽ có những cái khoảng lặng mà Duy Thanh tin chắc rằng các bạn sẽ cực kỳ thích nó. Một Phương Trinh Jolie ở sau ánh hào quang là như thế nào thì các bạn hãy đón theo dõi nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ạ. Xin chào các bạn,